năm 2023, không khí tại trường trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre rộn ràng hơn thường ngày khi đón nhận một tin vui rất lớn và đặc biệt, đó là bạn Đào Khương Duy, học sinh lớp 6/1 của trường, một đội viên vượt khó học tốt đã xuất sắc đạt giải nhất cấp quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre có học sinh đạt thành tích cao nhất trong cuộc thi này. Với bản tính thì cũng rụt rè nhút nhát, tuy nhiên bạn cũng tích cực tham gia các hoạt động của đoàn, của đội tổ chức. Bạn được đề xuất tuyên dương cái dũng sĩ nghìn việc tốt trong cái giai đoạn 60 năm vừa qua. Trường cũng mong mỏi rằng sau khi cái gương tốt của em Duy và cái sự lan tỏa đó thì các em sẽ tham gia nhiều hơn, kết quả nhiều hơn và hiệu quả nhiều hơn nữa. Tham gia cuộc thi chỉ đơn giản bởi đề thi hay, gần gũi với cuộc sống hàng ngày, nhưng nhân vật siêu anh hùng trong bức thư dự thi UPU của Đào Khương Duy lại rất đặc biệt. Bức thư đã thu hút sự chú ý và nhận được đánh giá cao của ban giám khảo. Em nghĩ rằng siêu anh hùng cũng còn có một cái tên và em muốn siêu anh hùng của em đến từ một hành tinh khác. Và em đặt tên cho siêu anh hùng là S247. S247 có nghĩa là siêu anh hùng bảo vệ cho em suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Không một phút nào nghỉ ngơi. Ẩn chứa trong bức thư dự thi UPU của Duy là những thông điệp rất quan trọng và ý nghĩa gửi đến người lớn. Hành trình tham gia cuộc thi UPU cũng chính là hành trình mà Khương Duy đã rèn luyện thêm nhiều kỹ năng quan trọng. Có lẽ, nguồn cảm hứng để Khương Duy viết ra một bức thư rất tình cảm và đặc biệt không chỉ là những bộ phim về các siêu anh hùng, mà còn là những cuốn sách về các danh nhân lịch sử Việt Nam, các trang báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng vốn như những người bạn thân. Ba làm công nhân in tại một công ty in nhỏ ở địa phương. Mẹ có sức khỏe không thật tốt, góp thêm vào nguồn thu nhập ít ỏi của ba bằng khoản tiền nhỏ từ quán nước. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Đào Khương Duy đã không ngừng vươn lên trong học tập, giúp đỡ bạn bè cùng học tốt, tham gia nhiều hoạt động của trường. Ngoài giờ học, Duy còn chăm chỉ giúp mẹ bán nước, làm việc nhà, giúp đỡ ông bà ngoại việc chăm sóc vườn tược. Ở tuổi 12, Khương Duy đã có những ước mơ thật đáng yêu. Em muốn học lên đại học và làm một bác sĩ tốt, chữa bệnh cho nhiều người, nhất là những ai không có nhiều tiền. Còn nếu em không làm bác sĩ thì em có thể làm cầu thủ bóng đá. Còn mẹ của Khương Duy chỉ ao ước một điều quan trọng như nhiều bậc cha mẹ khác. Duy ham học từ nhỏ cho nên là Duy rất là chủ động trong học tập. Chị mong là có sức khỏe tốt để chăm sóc tốt cho Duy và cùng con thực hiện những mơ ước. Những nỗ lực trong học tập, cuộc sống và đặc biệt là thành tích của Đào Khương Duy tại cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 năm 2023 chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho các bạn học sinh cả nước, đặc biệt là các bạn học sinh vùng sâu, vùng xa với cuộc sống còn nhiều khó khăn, thử thách.